tàn phai. Mùa này bằng lăng nở tím bãi trước, đẹp lắm Lập ạ. Vào mùa này anh hay hái hoa mang về phòng cho có chút mùi đàn bà. Nhưng bây giờ thì không. Chẳng biết anh sinh tật ngắm hoa từ bao giờ. Xến thật, chẳng nhẽ đến tuổi chán ngắm người rồi chăng? Chợt nhớ ra chuyện mối tình tím của lão đánh cá, anh kể em nghe. Lão đánh cá đặt ngang đèo chỗ ngọn hải đăng chục cái đó, lại trèo về đèo sau. Khúc con ma áo trắng vẫn ngồi hàng đêm, đặt hơn chục cái đó nữa, vớt lên vài con cá nhãi tanh tưởi, lão vứt hết xuống biển rồi cười rồi chửi. Cứt. Lão ra đầu mạn thuyền, vạch quần đái xuống vũng, vừa đái vừa chửi. Cứt là cứt, cứt chó. Lão có thằng đệ tử tên Chín Mé gì đó kể lại câu chuyện này. Chuyện của lão đánh cá nghèo mà mơ mộng. Nghèo quá, lão nghĩ kế lấy nhà mình tập kết dân vượt biên. Công an bắt được, bắt dỡ nhà lần cuối khi thuyền của người yêu lão đã khuất trong sương mù vũng biển. Lão phá nhà ra đi biệt tăm. Chín Mé mách, lão có vợ rồi. Mà một hôm thế nào gặp nàng dưới hàng bằng lăng mơ mộng dọc đường Trần Phú. Mẻ lưới hôm đi thuyền với tôi, lão cho nàng hết. Từ ngày nàng đi, lão cứ hoa bằng lăng nguyên khúc Trần Phú bẻ hết. Giống anh, lão dịu dàng bỏ từng nhành hoa xuống dưới chân tảng đá anh hay ngồi viết ấy, lẩm bẩm điều gì đó. Bằng lăng trôi, lão ngắm hàng giờ, phía anh ngồi là nơi mặt trời lặn xuống đẹp nhất Vũng Tàu. Sau này, bạn trai kể, chỗ tảng đá ấy có dòng hải lưu từ bển sang đây, rồi lại vòng qua bển. Có nhiều cá Mỹ lạc vào đấy, nhiều người câu được cá lạ không biết vì sao. Lão biết, biết từ lâu mà lão giấu nhẹm. Té ra lão nhờ dòng hải lưu gửi hoa cho nàng. Không biết nàng bên bờ Mỹ có thấy bằng lăng đường Trần Phú không, hay thuyền chở nàng có tới bờ, hay nàng đã chết. Cứ đến mùa này lão lại ra tảng đá thả hoa và lẩm bẩm. Cách đây 4 năm lão mất, hình như hơn anh 4 năm tuổi gì đó. Anh ngồi trên tảng đá, di tích cuối cùng của cái nền nhà lão đánh cá. Giờ này bằng lăng mới nở, nhưng ở những cành cao lắm. Mà thôi, nhớ lại chuyện Chín Mé buồn chết mẹ, chẳng hái nữa. Tình yêu, dù chẳng ra đâu vào đâu vẫn là tình yêu. Nhiều người thèm có nó, dù chỉ là một mảnh tình vắt vai, dẫu rách dưới còn hơn không. Không có tình yêu, trông mặt người ta ngớ ngẩn lắm, đi trong đời mà như cái cột di động vô hồn. Chắc chẳng còn hy vọng gì, lão đi là phải. Anh ngờ rằng, lão lại ra đầu mũi thuyền nhảy xuống cái lỗ đen dưới vũng biển. Ở đâu trên cõi đời này mà chả có những lỗ đen, nơi tích tắc người ta bước sang một vũ trụ khác. Ngồi trên tảng đá của lão ngày xưa, anh thấy mình như ngồi cùng tinh cầu với hoàng tử bé của Saint-Exupéry, ngắm những thế kỷ tàn phai trôi qua. Anh biết chắn một điều, trước khi nhảy xuống lỗ đen, thế nào lão cũng chửi mẹ đó, cuộc đời là cứt. Cứ thối, thối lắm, người không được. Đại bàng thì không hót. Chẳng biết làm gì và chẳng muốn làm gì, anh đi loanh quanh vài con đường vắng vẻ của thành phố hiu hắt chỉ dành cho sự nghỉ ngơi. Con đường nhỏ thì cây to, nhưng con đường to thì cây nhỏ. Con đường nhỏ thì mang tên nhà thơ, nhưng con đường to mang tên người đánh giặc. Con đường nhỏ thì của nhà giàu, vì người Pháp đến ở đây trông hàng cây xà cừ nay vài người ôm mới xuể, lúc nào cũng vắng và mơ mộng. Nhưng con đường to chắc mới làm sau này, ồn ào và chạy vậy bán buôn, nắng cháy khét vì không có bóng cây. Kiến trúc thời mới thích cho thiêu người ngụ cư hơn là cây. Con đường to
có mùi của người nghèo khổ sở. Những người lao động đi làm cả ngày quốc tế của những người lao động. Ngày nay, những người không lao động lại được nghỉ ngơi ngoài đường to mang tên người đánh giặc, có lão thổi sáo rong. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Lão dắt đứa nhỏ cầm cái đó đựng tiền xin, trông đói lắm, chưa có bao giờ. Tiếng sáo rìu rặt bên phố, chẳng biết làm gì và chẳng muốn làm gì, ngồi cả tiếng với chén rượu nhạt, lại thấy lão đi qua, cái đựng tiền vẫn rỗng không, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Rõ chán, lão chỉ thuộc mỗi bài này thôi sao? Hay là bản đồng ca bắt buộc phải hát của cái kiếp bang, của cái kiếp cái bang thời hậu chiến? Mình bỏ tiền vào cho hai ông cháu lấy hên rồi đứng dậy đi, mà chả biết đi đâu. Những con đường nhỏ hàng cây nói với nhau bằng tiếng Pháp, những con đường to thì nói tiếng gì đó tất nhiên không phải tiếng Pháp. Ngoài kia sóng vẫn rì rầm cầu nguyện cho bãi bờ vắng vẻ. Người của thành phố nghỉ ngơi chả có việc gì làm mà cũng chẳng muốn làm gì. Quán xá thích thì mở, không thích thì đóng. Buồn muốn chết. Tìm gái cũng phải căn giờ, chán. Con vừa thấy người ta mách, cái ông vừa cho tiền là nhạc sĩ ông ạ. Ừ, sao cho nhiều thế? Đồng nghiệp mà. Đồng nghiệp là gì hả ông? Là cùng nghề. Ông ấy cũng đi ăn xin à? Đại lại thế. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say. Mặt trời vẫn mọc ở bãi sau và về ngủ ở mũi Ninh Phong. Nhà thơ nghèo vẫn tằng tằng chiếc xe máy quèn, vừa đi vừa nghêu ngao câu thơ hoa phượng buồn gì đó. Mùa này lũ chim nhỏ lắm mồm, hót ca líu lô đã bỏ đi hết, chỉ còn lại giống đại bàng ở lại trên những đỉnh núi mờ sương. Mà đại bàng thì không hót. Nhuận bút văn, giải thưởng nhạc. Lập à, sáng nay có tin nhắn. Anh được hơn 4 triệu vì 15 cái ngẫu hứng Trần Tiến. Người ta chọn đăng lại, vừa buồn cười vừa lâng lâng. Mình nhậu mẹ hết đi em nhỉ? Công của em mà, ai bảo em xúi anh viết văn. Nhớ ngày nhạc sĩ Đỗ Nhuận mang 80 đồng nhuận bút và một cây viết kim tinh gì đó gõ cửa nhà anh. Mặt ông ấy lầm lì lắm. Giải thưởng của cậu. Em làm gì mà có giải thưởng? Cậu sáng tác bài ca Thanh Niên Ra Tiền Tuyến, đúng không? Vâng, nhưng em chỉ bịa ra bài hát khi gặp lại bạn cùng lớp ở chiến trường ấy mà. Đâu có ghi lại vì em đâu có biết nhạc. Và có ai biết đâu. Cậu nên cảm ơn Sĩ Năng, người chơi đàn accordion đệm đàn cho cậu. Sĩ Năng đã ghi lại bài này thành nốt nhạc và gửi cho hội nhạc sĩ đấy. Nhìn ông ấy quay tấm lưng to bản lọc cọc đi xuống cầu thang, anh cứ như đang ở trên trời. Cái cầu thang ấy, nơi về nhà, leo lên gác, anh lại nghêu ngao nhạc Chopin. Thôi, buồn làm chi, héo hắt làm chi, bao nhiêu sầu nhớ sẽ tan đi cùng thời gian. Lần nào cũng bị mẹ mắng, đừng hát buồn thế, rồi nó vận vào thân đấy con ạ. Thế mà lần ấy anh hát mẹ lại cười. Con trai lần đầu tiên có tiền vì viết nhạc. Nhớ có lần đi làm cò, chỉ trỏ trỏ bán dầu methanol phế thải, được cái tivi màu đầu tiên trong đời, ngồi cười một mình lâng lâng. Nhớ những ngày đi kéo xe bò chở nứa bên sông Hồng, đi dạy nấu phở, thiết kế công trình, dạy nhạc cho chương trình đại học của Mỹ. Cứ mỗi lần làm nghề tay trái có tiền lại lâng lâng và cười một mình. Nghề tay phải thì rách như tổ đỉa, nghề tay trái có vẻ hên. Sáng nay có tiền vì viết văn nghiệp dư, hì hì, lâng lâng hì hì. Lúc nhận tin có tiền, bạn anh đang mời ăn sáng ở một nhà hàng sang trọng. TV chiếu cậu MC to béo trao giải thưởng và phỏng vấn mấy người nông dân xác xơ. Người gầy béo chỉ bằng 1/4 cậu ta. Họ đến nhận bò của chương trình từ thiện Lục Lạc Vàng. Nền nhạc phát lên,
là bài hát Lá lành đùm lá rách của anh. Nghe sướng lâng lâng lại như đau muốn ứa nước mắt. Sao anh cứ thương cảm thế? Đây này, ở nhà hàng này em nhắc lại đến 3 lần cho tôi xin ly cà phê đen. Cô phục vụ vẫn mang cà phê sữa. Nếu thông minh hơn thì cô đâu phải làm nghề chạy bàn, có khi lại làm nhạc sĩ cạnh tranh Trần Tiến thì sao? Nghe cũng có lý, nhưng sao thấy nó buồn buồn.